anh Lệ Đỗ có đặt câu hỏi là em mới nghe thầy chia sẻ về thiền sức khỏe, nghĩa là chú ý đến hơi thở thì sẽ có sức khỏe tốt. Em thử 15 phút mà thấy phê lắm thầy ạ. Ngồi xong thấy muốn ngủ luôn. Trước em cũng tập ngồi nhưng khó ngồi lắm ạ. Khi ngồi mà chú ý đến hơi thở thì rất dễ ạ. Thầy chia sẻ sâu hơn về cách thiền này giúp em với ạ. Thực ra thì trong con người chúng ta có cái tưởng thức, và đa phần là mọi người bị lừa bởi tưởng thức. Tôi lấy ví dụ như là khi mà trước khi mà tôi gặp một bạn nào đó mà tôi đã bị người ta bơm cho rằng là bạn ấy là bạn đểu, bạn ấy không phải là người tốt đâu, thì tự nhiên cái tưởng thức của mình, là trong cái tưởng thức của mình ấy, là đã bị ám ảnh bởi bạn ấy không tốt. Cho nên khi mà gặp bạn ấy là mình hay có cái căn bệnh là mình sẽ tập trung vào đi tìm tòi những thứ không tốt của con người ấy, dẫn tới là kiểu gì người ấy cũng không tốt. Vì lý do theo xu thế chung là nếu mà ngay từ đầu mình đã không có thiện cảm với người ta, mà bản chất trong đạo Phật gọi là kiến thủ kiến đấy, tức là mình có cái định kiến về người ta là không tốt, thì khi mình gặp người ta mình sẽ có định hướng vào những thứ của người ta không tốt. Cho nên là mình bị cái tưởng thức nó dẫn dắt. Thế thì ví dụ như khi mình ngồi thiền mà bị những cái người họ thiền trước mà không may họ bị tưởng thức ấy, thì họ sẽ bảo là thiền sẽ thấy năm sắc cầu vồng, thiền sẽ thấy cả một đám mây trắng, thiền sẽ thấy mình đứng ngồi trên một ngọn núi và mình nhìn xuống không gian thấy cực kỳ là trong xanh và tươi mát. Ví dụ tất cả những cái thứ đó nó vô tình nó đã cài đặt hình ảnh vào não mình. Và khi mình ngồi thiền mà mình chỉ cần nhắm mắt lại và không nghĩ đến hơi thở thì ngay lập tức mình thấy cái cảnh giới ấy nó sẽ xuất hiện. Và khi mình thấy cái cảnh giới trong tưởng thức ấy nó xuất hiện thì mình lại tưởng là cảnh giới thật, và mình lại tưởng mình đạt đến cái độ gọi là bây giờ em kinh khủng lắm rồi, em nhắm mắt và em thiền phát là em thấy cảnh giới này, em ngồi trên một ngọn núi, đầu tựa vào ngọn núi bên này, chân gác lên ngọn núi bên kia, và cảm giác như là mình là thánh đến nơi rồi ấy. Nhưng mà thực ra không phải. Đấy là tưởng thức nó dẫn dắt chúng ta. Vậy thì trong cuộc đời này đa phần ta bị tưởng thức dẫn dắt, mà trong đạo Phật gọi là sống trong vọng tưởng. Ví dụ một người khác họ bơm cái định kiến của họ vào đầu mình là anh A anh B lại xấu, thì khi mình gặp mình sẽ tập trung vào vấn đề xấu, và cuối cùng anh B anh B kiểu gì cũng xấu. Cái đấy mà chúng ta hay dùng trong dân gian, người ta gọi là lời đồn. Lời đồn ấy. Thế thì giả sử người ta đồn tôi tốt chẳng hạn, thì khi bạn gặp tôi thì gần như cái xấu là bạn sẽ bỏ qua cho tôi, và bạn sẽ để ý xem là thầy này tốt cái gì, thì tự nhiên là tôi lại càng trở thành tốt hơn. Bởi vì đa phần chúng ta bị tưởng thức nó dẫn dắt. Vậy thì khi bạn ngồi thiền cũng vậy, nếu bạn đã từng đọc những sách thiền là thấy các cảnh giới khác nhau, thì kiểu gì bạn cũng sẽ thấy cảnh giới đó thôi, là vì bạn bị dẫn dắt vào tưởng thức nó là như vậy. Vậy thì trong thiền thì trong đạo Phật là ý dẫn đầu các pháp. Ý là sự tỉnh táo, ý là sự nhìn nhận, ý là sự logic. Vậy nếu không có ý thì không ra được pháp. Cho nên khi mà ngồi thiền, tại sao mà người ta bắt đếm hơi thở, gọi là quán sổ tức, chỉ quán từ 1 đến 9 xong lại quay về 1 mà không đếm một mạch đến 100? Bởi vì nếu đếm một mạch đến 100 là bạn sẽ bị theo cái đà, là bạn cứ vậy đếm đến 100 và cùng bạn lăn đùng ra bạn ngủ lúc nào không biết. Nhưng và hoặc là bạn bị rơi vào cái vùng mê mờ, và bỗng nhiên là bạn sẽ thấy tưởng thức nó xuất hiện và bạn tưởng là bạn đạt đến cảnh giới nào đó. Cho nên nguyên tắc của đếm để ngủ thì người ta cứ đếm từ 1 đến 100. Đó. Thế sau đó thì là từ từ người ta sẽ ngủ. Nhưng nếu để mà thiền thì người ta chỉ đếm từ 1 đến 9 lại quay về 1, để cho cái ý thức của chúng ta luôn tỉnh giác là khi đến 9 là mình phải quay lại 1. Vậy thì trong thiền là lúc rất là tỉnh táo. Chỉ có điều tâm của mình là để trên cái thân hành nội, tức là để trên cái hơi thở, để mình quán chiếu được hơi thở đi vào, đi ra. Tức là bản chất ở đây là mượn phương tiện để tập trung cái tâm nó lại, chứ không phải là quán hơi thở thì hơi thở nó mang lại sức khỏe cho mình, mà bản chất là quán hơi thở để tập trung tâm nó tại một điểm của hơi thở, giúp cho tâm của chúng ta tĩnh và thở đều, dẫn tới sức khỏe của chúng ta tăng lên. Chứ bản chất không phải thở đều là làm cho mình khỏe lên, mà tâm của chúng ta tĩnh thì mình sẽ thở đều. Cho nên trước khi đánh nhau tâm mình nó hay thổn thức,
trước khi vào một cái cuộc ái ân nào đó, tâm mình nó hay thổn thức. Trước khi mà được lĩnh xổ số, lĩnh tiền nhiều thì nó thổn thức. Thì như vậy người ta gọi là những cái thứ đấy, người ta gọi là tâm nó không tĩnh, dẫn đến nhịp tim nó thay đổi. Và những người sân thường là bị bệnh huyết áp, tức là nóng tính, thì thường là bị tăng xông lên, xong rồi là nó bị huyết áp. Ví dụ như vậy là nhìn thấy ngay. Những người mà hay nghi, những người hay nghi tức là hay nghĩ ngợi đấy, thì thường là khó ngủ, dẫn tới mặt mũi nhăn nheo và bắt đầu là da nó tái sạm lại. Tôi lấy ví dụ như thế. Những người tham ăn, tham uống, tham ăn thì bị hút, tham uống thì là uống rượu nhiều, thì bắt đầu là da nó tái sạm lại, và một thời gian là bắt đầu nó có hiện tượng là bị chết một số cái vùng da, bắt đầu nó xám lại, và đặc biệt là nó ăn hết cái dây thần kinh và dần dần nó mất trí nhớ và đơ đi. Vậy thì cái bài toán ở đây chính là cái câu chuyện là tâm của chúng ta tĩnh, vậy thì ý của chúng ta phải dồn vào quán sổ tức, thì như vậy chúng ta sẽ làm cho tâm của chúng ta tĩnh lại và sức khỏe tốt lên. Nhưng khi mà tâm của bạn nó tĩnh đến mức độ là bạn theo được một cái điểm nào đó nó di chuyển, nó cũng giống như là bạn bắn chim chẳng hạn, thì lúc đầu bạn bắn con chim đứng yên thì bắn nó dễ hơn, thì như vậy là bạn quán sổ tức vào một điểm trên mũi thì nó rất là dễ. Nhưng sau đó bạn quán theo con chim nó bay để bạn gì bám theo con chim thì nó khó hơn. Thì bài toán lúc bấy giờ là mình phải quán theo hơi thở của mình đi trong vào, nó luân chuyển trong cơ thể mình để bắt đầu mình biết khí của mình nó đi đến đâu. Còn giai đoạn thứ ba là bắn rung được con chim, tức là giữ được con chim mà nó đang bay trên trời lại, thì là giống như kiểu là hơi thở của chúng ta nó đi đến đâu và mình điều tiết được hơi thở, nó có thể là điều tiết được cái khí nó tụ ở đâu, thì nó giống như cái tương tự như hôm trước tôi nói về cái chuyện mà nó liên quan đến câu chuyện mà mình đếm ở bến xe đấy, xong rồi mình lại làm lơ xe, xong bắt đầu mình chuyển sang làm bác tài xế, ví dụ như thế. Thì bạn cứ làm một thời gian. Tất nhiên tôi cũng chia sẻ là đa phần chúng ta bị tu tham. Tu tham là có nghĩa là gì? Nếu bình thường tâm của chúng ta nó rất động, thì bây giờ ngồi được 15 phút mà tâm nó tĩnh thì có nghĩa là nó thành công rồi. Còn trước kia mà tâm của chúng ta mà chúng ta không ngồi được 2 phút thì bây giờ ngồi được 3 phút là mình thấy cảm thấy là đang tiến bộ rồi. Còn trước kia tâm của chúng mình ngồi được 15 phút thì bây giờ ngồi được 20 phút là tiến bộ. Chính vì vậy là chúng ta cũng phải ngồi từ từ, chứ không nó gây sốc là cuối cùng thành tẩu hỏa nhập ma là chết. Cho nên là tu cũng không được tu tham, bởi vì bất cứ cái gì tham đều thâm. Rồi, chúc cho bạn là kiên trì để rồi mỗi ngày sẽ tinh tấn thêm một chút và để phát triển bản thân hơn. Rồi cảm ơn bạn.